chấp ngân thù. Quang ơi, cháu nghe nói là năm 2018 là bác sẽ vào trong lái thiêu viếng mộ cụ Diện, thì có đúng như thế? Cháu thì nghe nói đấy. Cháu nghe nói thế. Vâng. Có hai cái sai. Vâng. Một không phải là viếng. Vâng. Hai không phải là cụ. Vâng. Nhá. Bác đã nói rồi. Này, cháu biết Ngô Đình Diệm đi. Dạ vâng. Ừ. Thôi bác cứ gọi là Ngô Đình Diệm thôi. Vâng. Ừ. Chứ không gọi thằng Thiết gì cả nhá. Vâng. Đấy, thằng Thiết ấy thì ra ngoài đường mình gọi thẳng được. Vâng. Đấy. Còn trước mặt quý khán thính giả Việt Vision ấy thì mình không gọi nó là thằng. Đấy. Thế thì Ngô Đình Diệm ấy ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 bị ông chủ Mỹ dùng súng và bàn tay của bọn tay sai người Việt bắn chết Ngô Đình Diệm. Thế thì khi bọn người mà ấy, ngày mùng 1 tháng 11 vừa rồi ấy, họ ra mộ Ngô Đình Diệm ấy, thì họ gọi mùng 1 tháng 11 tháng 5 là ngày giỗ Ngô Đình Diệm. Nhưng bác thì lại gọi đấy là ngày Ngô Đình Diệm bị đền tội. Cháu ạ, đấy là ấy, quả báo. Bởi vì trước đó ấy, Ngô Đình Diệm ấy, từ năm 54 cho đến năm 1963 ấy, khi Ngô Đình Diệm bị đền tội ấy, là với những cái chiến dịch tố cộng, diệt cộng, rồi là luật 10 năm 9 ấy, là Ngô Đình Diệm đã giết hại biết bao nhiêu, hàng trăm ngàn và có thể đến cả triệu người Việt Nam yêu nước kháng chiến. Cháu ạ, cho nên ý, trời quả báo đấy, trời dẫn dắt để cho ông chủ Mỹ sử dụng bàn tay của bọn tay sai người Việt bắn chết Ngô Đình Diệm, và Ngô Đình Diệm phải đền tội trước các liệt sĩ và đồng bào mà đã bị Ngô Đình Diệm giết hại. Cho nên ý, bác gọi cái ngày giỗ của Ngô Đình Diệm ấy, bác gọi là ngày đền tội của Ngô Đình Diệm nhá. Bác muốn quý khán thính giả cũng gọi như bác. Cái ngày giỗ của Ngô Đình Diệm ấy, thì mình gọi cái cách thứ hai đến ngày đền tội của Ngô Đình Diệm. Ừ. Thế còn ấy, cháu thấy đấy, bao nhiêu năm rồi? Thôi bác cứ tính từ năm 75 thôi nhá, 42 năm nay rồi. Nhà nước ta rất là văn minh, rất là nhân văn nhá. Mộ anh em Diệm Nhu ấy là mồ yên mả đẹp ở nghĩa trang Lai Thiêu đấy, Bình Dương đấy nhỉ. Và trừ những cái cuộc hội thảo hay là trừ khi mà học lịch sử mà đến cái bài mà có nhắc đến Ngô Đình Diệm đấy, chứ còn báo chí rồi thì là cái cuộc sống hàng ngày đấy, không ai nhắc đến Ngô Đình Diệm nữa đấy, kể cả bác cháu mình đấy, chỉ thấy ba cái chữ Ngô Đình Diệm ở trong sách giáo khoa hoặc trong các tài liệu lịch sử thôi cháu ạ. Cái thì không bao giờ mất, còn hàng ngày không ai nhắc đến Ngô Đình Diệm nữa đấy. Có nghĩa là nhà nước ta cũng như nhân dân ta rất nhân văn đã để Ngô Đình Diệm mồ yên mả đẹp, để cho Ngô Đình Diệm ngủ yên, đúng không? Nhưng mà có một cái bọn nó rất độc ác với Ngô Đình Diệm đấy,
trước hết ấy bác nói là nó độc ác, xong rồi sau bác lại còn phân tích thêm về cái bọn này nhá. Bọn ấy nó rất độc ác với Ngô Đình Diệm. Nhân dân ta, nhà nước ta đã để cho Ngô Đình Diệm ngủ yên rồi, nhưng mà cứ cái ngày đền tội của Ngô Đình Diệm thì cái bọn ấy nó lại ra mộ Ngô Đình Diệm, nó đào bới xác Ngô Đình Diệm lên để ngửi đó. Mà cứ mỗi lần nó đào bới xác Ngô Đình Diệm lên nó ngửi, nó lại tung lên trên mạng xã hội đấy. Thế là ấy, Diệm đang ngủ yên, chúng nó đào bới xác Ngô Đình Diệm lên ngửi, thế là ấy, để Ngô Đình Diệm lại bị nguyền rủa cháu ạ. Mà đấy đúng không? Mà mẹ, chúng tôi đã để Ngô Đình Diệm ngủ yên rồi, các người cứ đào xác Ngô Đình Diệm lên để gửi, để làm cho Ngô Đình Diệm đang ngủ yên lại bị dựng dậy để cho người đời người ta nguyền rủa. Mà có phải các người độc ác với Ngô Đình Diệm không? Mà đấy, bác Quang ơi, cháu hỏi câu hỏi nữa là cháu nghe nói là ngày xưa thì ông Ngô Đình Diệm thì ông ấy bị đảng chính do Thiệu hay là gì đấy là đảng chính, nhưng mà tại sao ông lại tưởng nhớ đến ông Diệm là đấy. Đấy, cháu hỏi rất hay đấy. Cháu hỏi chúng cái mà bác đang định nói cái tính chất thứ hai của cái bọn ra đào xác đào mộ Diệm ấy lấy người ấy. À, đấy thì cái bọn đào xác Ngô Đình Diệm lấy người ấy, một là nó rất độc ác với Ngô Đình Diệm, được chưa? Cái thứ hai ấy, là chúng nó cực kỳ giả dối, cháu ạ. Bởi vì tại sao giả dối này nhá? Suốt 12 năm từ khi Diệm bị đền tội năm 63 cho đến năm 1975, suốt 12 năm ấy chúng nó có nhớ gì đến Ngô Đình Diệm đâu. Chả đứa nào đoán ngoài đến Ngô Đình Diệm, chả thấy đứa nào ấy nói là đời đời tri ân Ngô Tổng thống nữa, đúng không? Đúng. Thực sự ấy, là ấy, các người ấy, 12 năm dưới cái nền đệ nhị Cộng Hòa ấy nhá, các người chẳng đoán ngoài gì đến Ngô Đình Diệm, chả thấy các ngài biết ơn gì cả. Thế mà ấy, ngày nay các người lại đào lên ngửi xong rồi nói là biết ơn Ngô Đình Diệm, có phải là giả dối không? Biết ơn thì tại sao 12 năm kia không biết ơn, quên mẹ người ta đi, đúng chưa? Cho nên ấy, bác nói cái bọn đào xác ấy, cái tính chất thứ hai của chúng nó ấy, là chúng nó rất giả dối đấy. Cái tính chất thứ ba là ấy, nếu nó không giả dối thì chúng nó rất hèn hạ, cháu ạ. Được rồi nhá, cứ cho là ấy, các người biết ơn Ngô Đình Diệm nên bây giờ các người lại đào Diệm lên để gửi, được chưa? Thế thì 12 năm qua, 12 năm dưới thời đệ nhị, tôi không nói Dương Văn Minh với lại Nguyễn Khánh nữa, cứ nói là 12 năm dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, các người hèn nhát nhá, sợ Ngô Đình sợ Nguyễn Văn Thiệu, cho nên các người cấp một ngậm miệng không dám hé răng ra hỏi xem là ấy, xác Ngô Đình Diệm đang ở đâu rồi để mà ra thắp hương nhá. Bởi vì các người mà hé răng ra hỏi xác Ngô Đình Diệm ở đâu rồi ấy, rồi các người mà ra thắp hương nhá, có một Nguyễn Văn Thiệu nó đập cho một phát chết tươi, đúng chưa? Đúng. Thế có phải là 12 năm các người cực kỳ e nạo, đúng không? Bây giờ ấy, chính quyền cộng sản người ta rất nhân văn, đúng không? Thì các người mới dám ra lại để đào xác Ngô Đình Diệm lên người, đúng chưa? Đúng. Đấy, thế cho nên là bác nói với cháu ấy, bác nhắc lại khi bọn mà hàng năm ấy ngày đền tội của Ngô Đình Diệm, họ cứ ra đào xác Ngô Đình Diệm lên người ấy, thì một, chúng rất độc ác với Ngô Đình Diệm như bác đã phân tích. Hai, chúng rất là giả dối như bác đã phân tích. Ba, là chúng nó rất hèn hạ như bác đã phân tích.
Cháu hiểu chưa? Thế rồi cháu có biết ấy. Vâng. Hàng năm ấy cứ gần cái ngày mà Ngô Đình Diệm đền tội thì họ không họ chưa ra mộ Ngô Đình Diệm để đào xác cái người thì họ lại đào bới ở trên trên mạng xã hội đấy. Họ xuyên tạc những cái nguyên nhân mà Ngô Đình Diệm bị đền tội đó, rồi họ đặt những câu hỏi nhá. Bác đã trên trang Facebook của bác ấy nhá, mà bây giờ vẫn còn ở trên trang ấy đấy, nó hỏi xích mé bác này. Có biết tại sao Ngô Đình Diệm bị Mỹ giết không? Đấy. Ừ. Hàm ý là định xuyên tạc rằng ấy, Ngô Đình Diệm không muốn cho quân đội Mỹ vào. Cho nên ấy là chủ Mỹ giết. Thế thì cái mà Ngô Đình Diệm ấy không muốn cho quân đội Mỹ vào ấy thì họ lại xuyên tạc đi nhá, là đấy là ấy, Ngô Đình Diệm có tinh thần dân tộc, Ngô Đình Diệm là yêu nước, cháu ạ. Thế bác trả lời nhá, bác trả lời họ câm câm miệng ngay, không thấy họ cãi nhá. Bác bảo này, cực kỳ dễ hiểu tại sao Ngô Đình Diệm không muốn quân đội Mỹ vào nhá, là bởi vì nếu để quân Mỹ mà vào ấy thì quân Ngụy nó trở thành ấy là loại hai, cháu ạ. Thì cái vai trò ấy tay sai nhá nó bị suy giảm thì vai trò của Ngô Đình Diệm cũng bị suy giảm, cháu ạ. Đấy, thế bây giờ quân Mỹ nó chủ lực vào nó cần quá gì Diệm, đúng không cháu? Đấy, Diệm sợ quân Mỹ vào là mình bị mất vai trò, mình bị giảm vai trò, cháu ạ. Diệm chỉ muốn là gì? Quân Mỹ đừng vào, mà cứ viện trợ cho tao thật nhiều tiền, viện trợ cho tao thật nhiều vũ khí. Cháu hiểu chưa? Là đây, quân đội tay sai. Này, quân tay sai nó là như thế. Bây giờ ấy, tại sao Diệm sợ quân Mỹ vào, mất vai trò, cháu ạ? Bác trả lời thế cực kỳ dễ hiểu, thế là câm mõm, nhưng mà câm miệng, không cãi được bác nữa. Bà cháu thấy là ở trên mạng ấy nhiều người người ta vẫn nhai đi nhai lại luận điệu là gì nhỉ, cộng sản hèn với dặn, ác với dân. Ủa thôi nhai đi nhai lại. Thôi đấy là cái đề tài khác, bác cháu mình sẽ nói ở một cái dịp khác. Còn đây là mình đang nói về Ngô Đình Diệm. Đấy. Thế như vậy là bác đã vạch trần nhá. Ngô Đình Diệm không phải là có tinh thần dân tộc. Ngô Đình Diệm không phải là yêu nước theo kiểu Ngô Đình Diệm. Khi mà Ngô Đình Diệm không muốn quân Mỹ vào. Đấy. Cái bác đi, bác là nhà tâm lý học đấy nhá, bác đi guốc ở trong não Diệm, mày sợ quân Mỹ vào là mày mất vai trò, mày trở thành ý là công dân hạng hai của Hoa Kỳ, được chưa? Chứ đâu phải là tinh thần dân tộc. Mày mà có tinh thần dân tộc nhá thì mày đã không cự tuyệt tổng tuyển cử tháng 7 năm 1956 để thống nhất đất nước, mày đã không lật đổ Bảo Đại nhá. Mỹ mà không dựng mày lên để mày lật đổ Bảo Đại ấy, thì đến tháng 7 năm 1956 ấy, là chính quyền Bảo Đại, chính phủ Bảo Đại với chính phủ Hồ Chí Minh ấy, là đã tiến hành tổng tuyển cử thống nhất cả nước ấy, thì đất nước mình không có chiến tranh đó. Đấy, không có cái cuộc chiến tranh ấy, nhưng mà thằng Mỹ nó đã dựng thằng Diệm lên, thằng Diệm cam tâm làm tay sai cho Mỹ thì mới có cái cuộc chiến tranh và cự tuyệt tổng tuyển cử đấy.
thế mà lại bảo có tinh thần dân tộc, đấy. Yêu nước theo kiểu kiểu Diệm, hiểu không? Yêu nước theo kiểu thằng ăn cắp thằng ăn cướp, cháu hiểu chưa? Đấy, thế rồi bác tuyên bố rồi nhá, bác tuyên bố ở trên trang Facebook của bác đấy, nếu mùng 1 tháng 11 năm 2018 Nguyễn Duy Tân lại ra mộ Ngô Đình Diệm để đào xác lên người nhá, thì tôi sẽ ra mộ Ngô Đình Diệm để tôi mít tinh. Và đừng ai bảo rằng ấy là tôi vi phạm pháp luật. Tôi không dạy gì mà vi phạm pháp luật nhá. Nếu Nguyễn Duy Tân lợi dụng quyền tự do dân chủ thì tôi cũng tận dụng cái quyền tự do dân chủ mà pháp luật dành cho công dân. Tôi sẽ ra meeting ở mộ Ngô Đình Diệm. Tôi sẽ không hề vi phạm pháp luật. Một là tôi không dẫm lên mộ phần. Được chưa? Tôi chỉ đứng trên lối đi trong nghĩa trang. Được chưa? Cái thứ hai, tôi không đánh người. Cái thứ ba, tôi không đập phá tài sản nào cả, cái mộ phần nào cả. Thậm chí mộ Diệm tôi còn không sờ tay vào để cho nó bẩn tay. Đấy. Thế thì làm sao mà các người bảo là ấy, tôi vi phạm pháp luật. Được chưa? Đấy. Quyền tự do dân chủ pháp luật dành cho tôi đấy, và dành cho công dân đấy, và dành cho quý vị đấy. Được chưa? Thế nhưng mà quý vị ra đào sát Ngô Đình Diệm lên người nhá. Còn tôi ra tôi meeting. Đấy. Tôi meeting ấy, tôi sẽ làm mấy việc. Đó. Bác ra meeting nhá. Trước hết ấy, bác sẽ chiếm lĩnh trận địa. Đó. Tức là cái gì? Bác sẽ dẫn vào họ. Thậm chí là họ đứng đây, bác cứ đứng mẹ đứng trước mặt họ. Đúng không? Nếu họ đuổi bác đi chỗ khác thì bác quay lại bác quát. Nhá. Cái lối đi trong nghĩa trang này là nơi công cộng, không phải là nhà của ông hay bà. Được chưa? Ông hay bà đứng đây được thì tôi cũng đứng đây được. Ông hay bà không có quyền gì đuổi tôi. Đó. Bác cứ cãi nhau thế thì nó cũng hết. Mẹ nó cái thời gian làm lễ của nó đi. Mà bác chả vi phạm pháp luật gì cả. Được chưa? Đấy, đấy là gọi bác gọi bác chiếm lĩnh trận địa. Bác đứng lẫn với họ hoặc thậm chí bác đứng ngay trước mặt họ. Này, đừng có sờ vào người tôi. Nhá. Sờ vào người tôi là vi phạm pháp luật đấy. Nhá. Đấy. Quyền quyền bảo toàn cái thân thể nhá. Đấy. Cái thứ hai ấy, là bác sẽ chiếm diễn đàn. Cháu hiểu chưa? Mà không vi phạm pháp luật chứ. Đấy. Bác meeting mà. Bác sẽ dương cao khẩu hiệu. Khẩu hiệu của bác nhá. Đả đảo Ngô Đình Diệm. Làm tay sai cho ngoại bang. Được chưa? Cái khẩu hiệu thứ hai, đả đảo Ngô Đình Diệm. Giết hại người yêu nước kháng chiến. Đúng không? Đúng. Đấy. Thì bác dương những cái khẩu hiệu ấy và bác hô những khẩu hiệu ấy. Đúng không ạ? Cứ ai bảo bác là vi phạm pháp luật, ai cấm bác không được quyền tự do ngôn luận, bác hô những khẩu hiệu ấy. Hả? Nguyễn Duy Tân, cậu đừng có bảo tôi là vi phạm pháp luật nhá. Đấy. Thế thì mùng 1 tháng 11 năm 2018, cái ngày đền tội của Ngô Đình Diệm, bác mời Nguyễn Duy Tân và cái đám ấy cứ lợi dụng quyền tự do dân chủ ra mà đào xác Diệm lên người ấy, để cho thiên hạ người ta lại chửi Diệm. Được chưa? Bác mời mà nhá. Còn ấy,
bác cũng ra, bác meeting cùng giờ, cùng địa điểm, không vi phạm pháp luật, bác không cản trở họ, họ cứ làm lấy đi, bác không ngăn cản họ đâu, và bác yêu cầu họ cũng không được ngăn cản cuộc meeting của bác. Vâng. Được chưa? Đúng không? Đúng. Đấy. Thế thì tôi kêu gọi các bạn, ai mà có lòng dũng cảm, ai mà có lương tâm với lịch sử, lương tâm với lại đất nước, đấy, thì hãy theo tôi. Đấy. Hãy theo tôi cùng ra mộ Ngô Đình Diệm để chúng ta meeting theo quyền tự do dân chủ, không hề vi phạm pháp luật, cùng thời điểm, cùng giờ nhá, cùng địa điểm với cái cuộc lễ đào xác Ngô Đình Diệm ở bên kia, được không cháu? Yeah, cháu có, thế năm sau cháu có đi cùng bác không? Dạ có, năm sau cháu sẽ đi cùng bác. Đúng rồi. Đồng hành cùng bác vào vào meeting. Chúng ta có quyền mà. Meeting trong nghĩa trang Ông Diện. Để bác kể cho quý khán thính giả nghe một cái chuyện này nữa. Trang Facebook của bác ấy. Vâng. Bác nhận được cái tin nhắn của anh Kính Hòa. Vâng. Anh Kính Hòa ấy là phóng viên hay là biên tập viên gì đấy của cái ban Việt ngữ của đài Châu Á Tự Do RFA ở bên Mỹ. Cái đài Châu Á Tự Do ấy, cái ban Việt ngữ ấy, thì cái đội ngũ biên tập viên, phóng viên, đấy, rồi phát thanh viên là một cái ổ chống cộng, chống Việt Nam. Vâng. Họ toàn phần nhớ là ấy, nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ cháu ạ, lưu vong đấy. Cho nên là cái ban Việt ngữ của RFA là một cái ổ chống cộng, chống Việt Nam, với những cái phát thanh viên như là Trân Như, Diễm Thi, rồi thì Hòa ấy, và ấy, thỉnh thoảng là ấy, cả cái Kính Hoàn nữa cháu ạ. Thế cho nên anh Kính Hòa anh nhắn tin cho bác này. Anh Quang ơi, được biết anh là một thành viên của Cờ Đỏ. Xin được hỏi anh ấy, Cờ Đỏ có xin phép chính quyền không? Cháu ạ. Bác trả lời nhé, không thấy hỏi gì nữa. Bác trả lời, cảm ơn anh Kính Hòa. Cờ Đỏ ấy gọi cho chính xác là những người dân ủng hộ Cờ Đỏ đối lập với lại Cờ Vàng. Đấy, những người ủng hộ Cờ Đỏ thì người ta gọi tắt là Cờ Đỏ, chứ họ không phải là cái lá cờ, họ là con người, con người ủng hộ cái lá cờ đỏ. Đấy, cái thứ hai, họ là những người cùng chí hướng, cùng sở thích. Đấy, họ tập hợp nhau lại để sinh hoạt tư tưởng, cũng như là sinh hoạt ở ngoài đời thực. Đấy, để họ cùng nhau đập lại những cái luận điệu xuyên tạc, cũng như những cái hành vi gây rối của cái phe tạm gọi là phe Cờ Vàng. Đấy, và họ là những người có cái năng khiếu về chính trị, có cái sở thích về chính trị. Đấy, họ tập hợp nhau lại để sinh hoạt như vậy. Thì anh Kính Hòa có biết những cái hội sinh vật cảnh, rồi những cái hội đồng hương, hội đồng học, đấy, rồi hội thơ, đấy, vân vân. Đấy, thì cái hội Cờ Đỏ nó cũng y hệt như vậy. Chúng tôi không dạy gì mà lại vi phạm pháp luật. Cái hoạt động của chúng tôi ấy là không dạy gì vi phạm pháp luật,
Vì vậy chúng tôi có niềm tin rằng cái sinh hoạt của chúng tôi ấy, chính quyền sẽ không can thiệp. Đấy. Vậy thì cần gì phải xin phép chính quyền? Đúng không ạ? Đấy. Thế thì anh Ký Hòa ấy, anh cảm ơn anh. Đấy. Nhưng mà bác biết ấy, cái câu trả lời của bác, câu hỏi của anh ấy và câu trả lời của bác ấy, họ không bao giờ anh ấy kể lại, anh ấy đăng tải lại trên truyền thông của anh ấy đâu. Đấy. Mà anh Kính Hòa ấy, anh ấy có đưa Nguyễn Quang Bách ra và đưa một người nào đấy bác không nhớ nữa, là đã gọi điện cho anh Nguyễn Quang Bách thì anh Nguyễn Quang Bách trả lời thế này, rồi cái người kia thì trả lời kia. Còn hỏi bác ấy thì anh ấy lờ đi, không dám đưa lên, không nói, dám nói ra. Thế nhưng mà rồi bác chụp cái tin nhắn hỏi bác đấy và cái tin nhắn trả lời của bác ấy, bác chụp, bác đăng lên trang của bác. Đấy. Thế thì bây giờ nhá, Nguyễn Duy Tân nhá, các cậu đừng có hỏi chúng tôi ấy là chúng tôi ra meeting ở mộ Ngô Đình Diệm chúng tôi có xin phép chính quyền không nhá. Đấy. Giống như anh Kính Hòa hỏi. Được chưa? À. Đấy. Thế có lẽ là như thế nhỉ? Vâng. Dứt khoát là mùng 1 tháng 11 năm sau. Vâng. Nếu như nhá, không có vấn đề gì. Tất nhiên từ bây giờ đến lúc ấy là nó còn lâu quá. Đấy, còn 12 tháng nữa. Đấy. Không biết là đến lúc ấy thì bác có chuyện nọ chuyện kia không? Bác có điều kiện để bác ra không? Nhưng bác hứa nếu không có gì thay đổi nhá, bác sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh để bác lên Bình Dương. Đấy, bác sẽ ra mộ Ngô Đình Diệm, bác thực hiện quyền tự do dân chủ của bác. Đấy, lúc đấy là cháu sẽ đi cùng với bác để xem mặt mũi anh Nguyễn Duy Tân như thế nào. Rồi, anh Nguyễn Duy Tân nhá. Thôi cái gửi lời anh Nguyễn Duy Tân này. Tôi không bao giờ gọi anh là Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Anh Tân ạ. Bởi vì tôi không phải là giáo dân. Nhá. Ở ngoài đời thì về mặt pháp luật tôi gọi anh là công dân Nguyễn Duy Tân nhá. Đấy. Còn về mặt xã hội thì tôi gọi anh Nguyễn Duy Tân. Đấy, đấy là tôi tôn trọng. Chứ còn đấy, về mặt tuổi tác ấy thì tôi lại gọi là chú em Nguyễn Duy Tân. Được chưa? Đấy. Còn đấy, những cái hành vi vi phạm pháp luật, những cái hành vi trêu tức chính quyền, trêu tức nhân dân Việt Nam của cậu ấy, cậu Tân nhá, cậu em ấy, nhá, mà tôi lại gọi là linh mục nữa, thì sẽ xúc phạm đến cái giới linh mục chân chính của cả nước. Đấy. Cho nên tôi cũng muốn quý khán thính giả với báo chí, với những cái hành vi săn bậy của Nguyễn Duy Tân ấy, thì chúng ta đừng gọi đấy là linh mục Nguyễn Duy Tân nhá. Chúng ta có phải giáo dân đâu mà chúng ta gọi Nguyễn Duy Tân là linh mục. Chúng ta chỉ gọi công dân Nguyễn Duy Tân, hay là ấy, bác Nguyễn Duy Tân, chú Nguyễn Duy Tân, anh Nguyễn Duy Tân, em Nguyễn Duy Tân, cháu Nguyễn Duy Tân. Đấy, theo thứ bậc tuổi tác mà thôi. Được chưa? Thôi có lẽ chuyện cũng dài rồi, hai bác cháu mình chào quý khán thính giả. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động trong